Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu mọi người tham gia chuyện hay góp những tốc cần sao. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mở Telegram gặp bấm chúng ta chat chatbot nha các bạn. Chương trình này góp này các bạn lưu ý nha các bạn, nó sẽ phân phối cho gần 3.000 người nha các bạn. Các bạn làm đi, bạn nào có nhận được thì nhận. Rồi đầu tiên thì các bạn join kênh group, kênh seller, follow hay đi in tờ. Join kênh group, kênh seller các bạn. Minimum đó. Mình ghét mấy cái này quá tờ. Rồi, các bạn join vào các bạn. 1 Những trang mạng như Medium hay Likin này lót chậm chết luôn. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi theo World thì các bạn follow và tan 3 người bạn vào các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi theo World nè. Rồi các bạn like tweet begin nữa nè, like cái nè. Tweet từ 3 tăng 3 người bạn vào nè. À không. À mình 1 3 không 2 cộng ghi 3. Rồi bạn test tay nghe không? Rồi tiếp tục làm tiếp tục thì cái mặt phần nè. Rồi nhập vào Medium nữa mà. Medium rồi bấm vào follow rồi bấm up lên các bạn. Rồi tới LinkedIn là một trang mạng xã hội nữa các bạn. Các bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký một cái tài khoản follow nữa nha các bạn. Mình cũng rồi LinkedIn thì các bạn đăng ký một tài khoản rồi các bạn bấm vào đây follow nha các bạn. Rồi bấm vào follow nữa. Rồi các bạn cũng bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào contact submit you here. Kêu submit you here cái link form này gì mà các bạn mở ra luôn nha tất cả các bạn. Địa chỉ email Twitter, link tweet, username Telegram, minimum login. Rồi các bạn đi vào sau nha các bạn. Đây đi, mấy này dễ mà. Rồi các bạn bấm contact nha các bạn. Theo coi nãy gì ta. Cái này là hỗ trợ support thôi các bạn ơi, không có gì chứ. Rồi các bạn khai báo lên trên form nha các bạn. Đây thì nó kêu khai báo trên form. Trên form, các bạn dùng hiền bấm nhập phanh. Rồi, link form đó thì đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của mình bạn vào các bạn. Anh nhấn quên nè. Nhấn xin mốt vào cộng chấm cơm các bạn. Xử lý tweet của bạn là gì? Rồi, cái này là username tweet của bạn nha các bạn. Username tweet của bạn. Đã cộng MMO nè. Văn nè. Liên kết của bạn tweet. Rồi, các bạn mở cái địa chỉ tweet của các bạn lại các bạn. Mở cái trang trader của tất cả các bạn ra lại nè. Cái này thì các bạn tự dạm theo làm được các bạn. Rồi các bạn mở trang cá nhân của các bạn nha. Các bạn vào một hồ sơ. Thông báo bài. Rồi các bạn mới vừa tự quyết cái bài của nó các bạn chia sẻ các bạn. Sao chép nó theo Word. Rồi các bạn mở link form nãy ra nha các bạn. Cho ông bắt vô đây nè. Rồi cái username là cái tên dùng phương tiện của bạn là gì? Tên username từ Telegram của bạn. Các bạn cũng mở Telegram của bạn vào setting copy username Telegram của bạn các bạn. Tên người dùng phương tiện của gì các bạn đặt tên của mình vào nha các bạn.
Rồi, đây thì các bạn tiếp tục là tên người dùng LinkedIn của bạn là gì, các bạn cũng mở con Telegram bot nãy ra nè, các bạn vào trang cái trang LinkedIn này nè bạn. Vào trang LinkedIn của bạn. LinkedIn thì các bạn vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn copy cái dòng này nè các bạn. Sao chấp gì liên kết rồi bạn cũng rồi các bạn bắt vào đây nghe không rồi các bạn bỏ từ lấy từ chữ Quỳnh Anh này nghe không. Rồi các bạn mở địa chỉ THAC mở ra các bạn copy cho mình nghe tất cả các bạn mở di chúc wallet máy xe wallet của mình các bạn copy địa chỉ các bạn nè đầu ta các bạn copy địa chỉ THAC nè bạn sao chép nha các bạn mở cái link form hồi nãy ra nha các bạn bắt ở đây nè. Dán vào đây nha bạn. Rồi bạn bấm gỡ nha bạn. Rồi, sẽ được gửi lại rồi các bạn mở Telegram bot của bạn nha bạn. Rồi, các bạn bấm tin in file gen nè. Đâu mà ta sao nó không lock đó. Rồi, các bạn lấy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tập cần các bạn. Vậy video này kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo.